Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game là Awin nha bạn ơi Hôm nay thì mình đang có mức vốn là 2 triệu nhá 2 triệu này thì mới nạp anh em ạ Và hôm nay sẽ vào đây kiếm tiền ờ, video này dù thắng dù thua thì mình cũng sẽ đăng lên cho bạn xem nhá Chứ không cần phải gọi là chỉnh cắt ghép những video tháng chứ không nhiều bạn để bảo mình là chỉ đăng những video tháng thực ra không phải nha mình đánh thì có thắng có thua là chuyện bình thường nhưng mà mình cuối tuần thì mình vẫn chốt lãi ít nhất mỗi tuần là 10 củ nha bạn mỗi tuần là 10 triệu đó là ít nhất đó còn có thắng có thua rồi tất nhiên rồi ngon rồi thì bây giờ mình sẽ vào con bầu cơ trước nhá là một lá 500 này lá này mà ăn xong là chạy luôn này thua cũng chạy luôn 10 dưới ôi rồi thôi làm một lá nữa nhá lá này thua là chạy này 6 trên này 9 ok nhận luôn rồi là một quả cuối, quả này chốt nhá, quả này chốt hạ này Át à, dưới này, 10 dưới này Thôi, như vậy tình hình là không hợp, không hợp anh em ạ Không hợp rồi, thì bây giờ mình sẽ vào long hổ nhá Vào long hổ làm một tay 500 để gỡ lại à, Đang cầu à, để để xem ván này ra long không nhá Ui, đúng long rồi, mình vào hơi chậm anh em ạ, mình vào hơi chậm Mình mà vào sớm tí nữa thì lại có tiền rồi, lại gỡ được rồi và hơi chậm anh em ạ và hơi chậm cầu khá là đẹp anh em ơi nè một hai hai bốn hai hai một này ừ, tay này có nên đánh hổ không anh em ok tay này mình sẽ vào hổ nhá 500 nhưng mà đợi gần hết thời gian thì mình vào tiền được chưa ok 500 hổ này xem hôm nay 2 triệu sẽ đi về đâu 10 thôi xong rồi à may quá anh em ơi may quá vẫn hòa anh em ạ vẫn hòa may quá rồi vẫn hòa là may rồi Mình tưởng pha đó 10 thì khả năng cao là thua Tại vì 10 nếu mà anh em muốn thắng ấy Thì phải về JQK cơ Nhưng mà khả năng về JQK nó thấp anh em ạ Cho nên là ra 10 cũng hơi giá một tí Nhưng mà may hòa thì cũng là may rồi đúng không Rồi ok chốt vẫn chốt hổ nha anh em Vẫn chốt hổ nha Vẫn chốt hổ rồi xem nào Ad ok ăn luôn anh em ạ Ăn luôn rồi 500 gỡ được 500 rồi Ngon quá Mình sẽ làm thêm một tay 500 nữa nhá nếu mà ăn thì mình cũng chạy mà thua thì cũng chạy nha Nói chung là hôm nay vào với mục tiêu uh, kiếm tiền ít thôi Không ham Nói chung là các bạn đánh các bạn để ý ấy. Ở một cái game Các bạn mà ở trong một cái game mà chơi quá lâu Thắng quá lâu rồi Thì kiểu gì cũng bị soi nhưng mà Và lúc bị soi cái sai của các bạn ấy Là các bạn không biết là khi nào mình bị soi Ô tôi xong rồi Lại toang 500 anh em ơi Lại toang 500 rồi như vậy là còn 1 triệu 4 nè 1 triệu 4 nha 1 triệu 4 thì mình sẽ thoát ra Tại vì quả đây mình đang tính cầu nó lên này Cầu lên là 4 này Thì mình sẽ đánh lên 4 long À 4 hổ nhưng mà không được anh em ạ à. Nó lại ra 1 1 thì bây giờ cũng chịu Nha mình sẽ vào cơ Vào cơ làm quả 500 nữa Đó Vẫn thích con đánh bầu cơ này 7 trên Làm một quả 500 nữa này 8 dưới này Ui rồi ôi còn 400 thôi chết rồi Chết rồi anh em ạ à. Ok xem nào Tôi chắc là mình vẫn vào mình gỡ anh em ạ Vẫn vào gỡ 200 nhá Đánh 200 thôi 3 chê này 9 dưới này 5 chê này A dưới này Gì à Thôi nhận luôn nhá Ok 4 chê này 9 dưới này Ok lên lại 1 triệu rồi 7 chê này Gì dưới này Ok 1 triệu 3 rồi 10 dưới này 3 chê này Thôi gãy anh em cứ cảm giác ấy là mình những cái lúc mình chán nản ấy mình vào game thì nó lại cho mình gỡ lại được khoảng vài trăm đó gỡ lại được vài trăm để cho mình kiểu hưng phấn lên ấy lúc đó thì rất dễ dính vào cái bẫy của nó là cái bẫy gọi là như kiểu ví dụ mình nạp ở đây hai triệu đúng không Ví dụ nó cho mình gỡ vài trăm này, sau, sau khi mình kiểu chơi thua hết ấy, mình cay, mình nhẹ nạp vào, mình gỡ tiếp, cứ như vậy là dính vào cái bẫy của game. Thì nói chung là nợ nền trồng chất đó là một cái bẫy mà mình thấy rất là nhiều bạn vi phạm, đó rất là nhiều bạn mà kiểu bị gặp phải và nói chung là các bạn biết cái hậu quả như nào đấy, thua cả tỷ luôn ấy, ok, bảy chê này. Ok gãy tiếp nhá Nằm trên đấy nó cho mình chỉ gỡ vài ván thôi Ví dụ cho mình chỉ gỡ được khoảng Ví dụ mang một 2 triệu ấy Thì thua nhiều quá nó cho mình gỡ lại được khoảng 500 triệu Mình tưởng thế là ngon Xong mình cứ đánh như thế là toang 9 dưới 4 trên K dưới này Ok 1 triệu 4 nhá Nói chung là cũng tùy nữa Tùy game có soi anh em hay không nữa Nếu mà không soi thì ngon chứ còn mà soi thì đúng là toang luôn anh em ạ 8 trên Ok vẫn gãy anh em ạ Vẫn gãy khó đánh thật Át à K dưới này, Di dưới này, 7 trên này, Quy dưới này. Ok nhận nhá, 1 triệu 3 rồi. Hôm nay đánh khó, đánh khó anh em ạ. Cứ lên xong lại xuống thôi. Rồi 1 triệu 6 rồi, sắp gỡ lại được uh, tiền vốn rồi đấy. Cứ đến lúc gỡ gần nữa lại được tiền vốn là nó lại cho anh em thua liên tội luôn. Như kiểu này khả năng cao là bị soi anh em ạ nhá, 5 trên này. Đấy, 2 năm mà nó về hai được thì mình cũng chịu luôn, 10 dưới đi. Ok toang. Toang anh em ạ. Nốt ván này mà thua mình sẽ sang con game khác mình chơi nhá 7 trên Át à, dưới 10 dưới này Ok vẫn không thua Khó chịu thật Cứ thắng xong lại thua thua xong lại thắng Rồi 1 triệu 5 8 dưới Ok 1 triệu 7 3 trên Ok mình đánh 500 luôn cho nhanh 9 dưới Rồi 1 triệu 9 rồi 2 trên 9 dưới phát nữa Ok lãi được 300 rồi nhá Lãi 300 rồi Cố gắng, cố gắng hôm nay Mặc dù là khó khăn nhưng mà anh em mình vẫn cố gắng kiếm lãi nhá Rồi, quy dưới này Rồi, lãi được 1 triệu rồi, ngon lành luôn 8 rưỡi 4 trên, uy, ngon lắm nhỉ 3 triệu 7, 7 rồi, 3 triệu 7 rồi Bạn 5 trên, từ từ anh em cố gắng nha Ok, 4 triệu 2 X đôi vốn rồi, lãi được 2 triệu rồi nhá Đó Đánh tay này nữa mà, tay này mà thua cái là mình sang kiếm khác mình chơi này 7 trên này 10 dưới này Ok, ngon luôn, 4 triệu 8, 8 rồi di dưới 4 trên một tay này thua nữa là mình sang game khác này Ok vẫn không thua anh em ạ Cứ bảo thua sang game khác là y như rằng ấy Là lại ăn được Nó đánh con bô cơ này thực ra nhiều khi rất là hay Nó nhiều khi rất là hay Chứ từ nãy giờ mình mà ở trong long hổ lâu Từ nãy giờ có khi là gọi là hết mẹ tiền rồi ấy. Không còn tiền mà chơi nữa ấy. Chứ đừng nói gì là đánh lên được 4 triệu như này nhá Ở đây mình sẽ vào quả bô uh, cơ bull Test độ may rủi nhá Xem nào xem cầu trước Ui đang cầu thua anh em ạ, đang cầu thua nhá. Đang cầu thua thì từ từ đã. Đang cầu thua như này thì mình cứ đợi đợi mà tôi nên đánh nhỉ. Để xem nào, đây này. Thường thường ấy khi nó ra dây thua rồi nó sẽ ra liên tục luôn. Đó, dây thắng nó sẽ ra liên tục thì mình sẽ đợi ván này đã. Ván này nếu mà nó mà ra thắng thì ván sau mình đánh, còn nếu mà nó ra thua thì thôi nhá. Anh em đánh phải để ý, không phải bắt buộc ván nào cũng đánh luôn được đâu bun tám này đó bun tám có khi lại gãy rồi may quá vẫn có một cửa thắng nhá vẫn có cửa thắng một thì ok mình sẽ đánh một hai mình hoặc mình sẽ đánh mình hai thôi nhá và 100 nhá và nhẹ nhàng 100 ờ, tay này nếu mà cảm giác mà ăn được thì mình sẽ chốt lãi còn nếu mà thua thì chắc mình cũng chốt luôn thua thì coi như là cũng lãi được khoảng hơn triệu nhá còn thắng thì quá ngon rồi đúng không đánh nói chung anh em nên biết điểm dừng đừng có tham quá bun một Bún 2 ok ăn được 100 À ăn được 200 Quên mất Ăn 200 Ăn 200 à 4 triệu 3 nhá 4 triệu 3 Ok mình sẽ úp thêm một cửa cuối nữa này Một quả cuối nữa Quả này đánh 100 nhá Đánh 100 thôi Cái này con bô cơ bùn này anh em đừng đánh to 100 ấy Là khi mà nó nhà cái nó bùn bùn là anh em đã mất 1 triệu rồi nhá Rồi ok Để xem nào xem quả này hút không Ờ à, cái gì đây Thôi bùn 6 toang anh em ạ Bùn 6 khả năng cao toang rồi toang mất uh, 600 anh em ạ à Vì cái tội tham ấy 3 triệu 7 Ok chốt lãi nhá Rồi thì đối với bạn nào mà chưa tải con game Aquin này Các bạn có thể tải game thông qua đường link mình để dưới phần mô tả của video Đó Còn video của mình đến đây sẽ kết thúc nhá À quên mình sẽ bảo mình rút tiền trước đã Xong rồi kết thúc sau nhá Rồi rút về 1 triệu 7 Nói chung là cũng lãi 1 triệu 7 mà cũng ngon đúng không 1 triệu 7 này Ok như này là đủ rồi đúng không Rút nhá Ok rút tiền Đã gửi đăng ký rút tiền Đó rất là ngon luôn